Hello, chào các bạn, mình là Jay đây và hôm nay mình đã chuyển nghề thành một con bán trà sữa. Mọi thứ phải gọi như là không có được ổn lắm và... Lại khoan hơi bị uống uống thử coi có ổn không? Không biết ổn không nữa, có đau bụng không? Ồ, và có khách đặc biệt nữa. Nhưng ok, và thôi nào. Hello các bạn, hôm nay mình sẽ làm người bán trà sữa lần đầu tiên cuộc đời của mình. Dạ. Ok, và thôi nào. Mình sẽ cướp một cái yếm của một nhân viên thiệt. Mình cảm giác ngố mà bất thường. Mình có cái riêng của mình luôn. Oh my god, mình cảm giác như là người làm việc thật quá. Là YouTuber bây giờ là việc thật bất thường quá. Làm việc thôi. Yeah. Ok. Vào bếp thôi nào. Mình sẽ trốn ở đằng sau. Ok. Thì đây là kế hoạch. Đầu tiên sẽ là bếp tour, rồi mình sẽ học cách làm ba nước ba cấp độ khó khác nhau. Sau khi mình roll xong, ngày hôm sau mình gọi các fan Mỹ đến, rồi mình sẽ bán trà sữa như một con nhân viên bán trà sữa thiệt. Đó là kinh đô. Bây giờ mình đang ở đằng sau, cảm giác rất là bất thường. Mình đang trước này không à, nên mình vào đằng sau kiểu như là mình cảm giác như là mình đang đột nhập nhưng không đột nhập. Không biết bạn ấy có hiểu không nữa. Ok, bây giờ sẽ làm gì? Đi vòng vòng coi thấy cái gì ở đâu. Ok, ở bên đây có các topping trong tủ lạnh và dưới đây thì có mọi thứ sữa cream. Ở bên đây có cà lam, cà phê đen. Ở bên đây trước khi làm trà mình phải rửa tay. Mình không phải là người dở dây bẩn thỉu nên mình sẽ rửa tay trước. Tay mình đã sạch rồi và bây giờ mình chuẩn bị đụng mọi thứ. Ở bên đây bốn loại trà khác nhau, có trà đen, trà xanh, trà oolong và trà Earl Grey. Trong hết trà này thì mình thích trà xanh nhất. Ở bên đây thì mình black trà sữa, mình bỏ đường vô cho nó ngọt. Và ở đây thì là cái máy gói trà thần thái. Sau đây mình rửa chén. Còn nữa. Ở bên đây thì có máy đồ làm trà, các nguyên liệu. Đây là các nguyên liệu bí ẩn trong trà sữa của bạn nè. Mình rất là tò mò nên các bí ẩn đã được trả lời. Và ở trong đây thì quá trời đá luôn. Tủ lạnh mình có sữa, chi, trứng. Và đó là cái đó. Ok, đó là bếp tour. Và bây giờ là tiết mục làm trà. Bây giờ trà xanh. Trà mình thích nhất. Bước đầu tiên là gì? Lấy nước nóng. Các bạn giờ đang làm phỏng tay không? Có. mình sẽ không bị phỏng tay. Hồi hôm qua mình mới bị dập ngón tay của mình. Nên không ổn. Bỏ trong nồi. Mình lấy trà, trà xanh. Đúng 50g luôn. Lấy đầu kẹp, kẹp nó lại. Cái nước nóng này phải đo nó 89 độ. Ok được rồi. Bỏ trà vô. 5 phút. 5 phút sau. Oh no, xong rồi. Xong rồi lấy cái bình, cái khăn và đồ lọc. Mở cái này ra. Lúp. Wow. Ok, mình không dám làm cái này. Mình chỉ cầm cái này thôi. Mong là cái tay nó không có phỏng. Wow. Không có ăn được cái đó đâu. Kẹp nó lại. Bóp. Đóng nước trà xong rồi. Giờ mình kiêng nó qua. Bỏ lại đây. Em bé trà xanh của mình. Ok, bây giờ mình sẽ thử làm một cái nước uống. Đây là ước mơ của mình, để làm một cái nước uống trong đây. Mình có giấc mơ lắc trà sữa cho khá là lâu rồi. Nhưng khoan, làm nước uống mình phải rửa chén. Chén. Trước khi làm khúc vui phải làm khúc không vui. Lấy cái này ra. Dục cái trà phải không? Dạ. Ew. Mình xịt. Wow. Mình tưởng làm quán trà sữa là làm trà thôi chứ không phải dọn dẹp đâu. Nhưng cái việc này phải làm cả hai. Và phải bóp như nào nó hết vàng, trời ơi. Cái miếng vải này nó rất là thơm, nó có mùi trà. Mình thấy nó đen, nhưng mà không phải là mình đã dơ. Mình nếu mà mình giặt sạch quá, mình giặt cái list đó thì nó sẽ không có còn nghe mùi trà của mình nữa. Tập trà mình sẽ không được ngon. Ok. Mẹ rửa được không? Lát chị giải quyết cái đó. Bây giờ làm nước. Sorry guys. Ok, bây giờ là sẽ là khúc vui nhất, cái khúc giấc mơ của mình lúc 9 tuổi. Đấy là làm nước. For a high sick herb. Ly. Lấy ly và bỏ topping. Thì ở đây có xương sáo, pudding, trà đậu rắn, đậu đỏ, thạch thạch thạch, hạt chia và cái bí ẩn này. Và không thể quên nhân vật chính, đấy là chân châu. Nhìn thèm quá. Muốn topping không? Được chọn thoải mái không? Dạ. Yeah. Múc một nửa topping roll cho ly nhỏ. Và ly lớn thì 2 muỗng xương sáo. Tới lần này thôi. Okay. Nhiều quá thì không có nước uống. Đố bạn đây là trà sữa chân châu hay là chân châu trà sữa? Thôi cho thêm nữa. Ok, mình rất là yêu mật ong nên mình làm trà mật ong. Đổ rồi. No. Lấy khăn đỡ. Nhân viên thiệt có không làm vậy đâu các bạn. Nhân viên Jenny mới đổ. Mình đến nên nhân viên bỏ chạy. Ok, tiếp theo là gì? Lấy cái này hút đá vô. Đổ mực ong vào. Lấy trà đi. Lấy này. Lắc đi. Giấc mơ đã thành hiện thực. Lại lắc vậy đủ chưa? Lắc nữa không? Lắc nữa đi. Lắc lắc. Biểu cảm lắc của mình nè. Rồi đổ vào ly. Nhưng mà cái phát ra cái này đầy quá, là vì muốn cái kem ở trên nữa này phải đổ bớt ra, trời ạ. Chơi ngu. Rồi cho thêm đá này nữa hụt. Xong rồi múc kem trứng và cho lên. Thêm nữa. Rồi chét chét lên trên cho nó đều. Rồi rắc đường lên. Rồi bỏ này lên thì chảy cái ly là xong luôn. Và giờ là khúc ghê nhất. Nghe nó hỏi ghê quá. Oh my god. Rồi làm cháy cái đường cho nó giòn. Đẹp không? Ok. Lát nữa mình sẽ không nhát gan và làm thứ. Thơm quá. Rồi đậy nắp lại. À đó là cái đó. Mình thấy cái nước này mình làm nó hơi bị fail. Không được đẹp lắm. Bây giờ mình sẽ thử xem cái nước mình làm nó thành công hay là nó dở không nút được. Ống hút bảo vệ môi trường. Hashtag bảo vệ các con ruồi. Vì ống hút nhựa ưa bị kẹt vào con ruồi.
Mình xài mẹ húp từ trên xuống để lấy vừa kem vừa trà. Nó ngon. Ok, nó không có dở. Làm hơi bị bầy bừa nhưng không sao. Chứ nếu mình là nhân viên thì có sao. Thấy kem ở trên rất là ngon luôn. Nói chung thành công. Không. Ngoài nước uống ra mình sẽ thử làm đồ ăn nữa. Không biết ăn cái bị đau bụng nữa. Là waffle. Đầu tiên mở. Ồ, nó rất là nóng. Bước đầu tiên xịt dầu lên để nó không bị xì dính. Cái máy này nhắc nhở mình đến hôm mình làm bánh chưng waffle. Tiếp theo thì múc cái bột bí ẩn này. Rồi thả em ấy lên cái máy cho em nướng. Như một cái nữa bên kia. Thả hai em. Wow, đóng lại. Mình thấy cảm nhận được cái độ siêu nóng của nó khi đụng cái tay cầm luôn. 2 phút. Ok. Ồ, và xoay em một vòng nữa. Rồi cất bột tủ lạnh không thê nó hơi là đau bụng nhất luôn. 2 phút sau thì nó đã xong rồi. Thấy không? Wow. Ôi giời ơi, phỏng. Mình đã trở thành người làm bánh. Người làm trà sữa và người làm bánh luôn. Nó mềm xèo vậy. Wow. Xong, bây giờ mình sẽ cho nó khua. Vì nó cần rất là nóng. Lúc. Bình thường mình không có được rồi. Bất xì nóng. Thì okay. Cho bột muỗng kem trứng này lên. Dòng dòng. Lúc. Ủa chưa? À, chút xíu nữa. Ốp. Tiếp theo là khúc lửa. Ra sao à? Cầm ở đâu? Cầm ở đây. Kìa, bấm cái này. Có sao không? Bấm đi. Bấm trước. Bấm lên đi. Thẳng xuống. Cầm này mình cảm giác ngầu ngầu hay sao á? Ôi dồi. Ôi, bỏ nó xuống. Xấu rồi men. Ui. Ở này. Wow. Cuối cùng rắc vài em chân châu lên. Đẹp quá. Ăn. Ok, nhanh dữ vậy. Bây giờ mình sẽ ăn thử cái mình làm coi nó có ổn không hay là bị ngộ độc thức ăn. Không biết nhưng. Ồn. Nó dẻo dẻo quá. Dính mà không biết. Bây giờ đang có khách, mình đang chờ nó khách đi để mình làm không thôi, nó nhục lắm. Hồi nãy học cách làm trà kem, bây giờ thử làm trà sữa. Chân châu đường đen. Brown sugar milk tea. Để làm nước này, lấy cái ly rồi nhét chân châu vào. Đo đúng lượng đường đen rồi làm để nó chảy chảy trên mép. Wow. Rất là đẹp. Mình toàn coi ta làm, bây giờ mình tự làm, cảm giác rất là bất thường. Ui da. Trời ơi, con gì trên tường thế. Ok. Rồi chở đá vào ly lắc. Nhiều đá quá không em? Không. Cho nhiều đá vào lúc lắc, nó sẽ làm chảy đá. Qua đây, lấy nước trà sữa đen. Đổ trà sữa vào ly. Cái này còn nóng. Bây giờ lắc nó. Có chắc không? Lắc. Okay. Mình tưởng nó chạy ai nhảy nó ổn. Lát như một con khùng đi. Để xong. Vậy đó hả? Ừ. Pro à. Các bạn thấy em đẹp hơn, mình sắp sửa rớt nước mắt luôn. À đẹp quá. Mình sẽ bắt đầu pro hơn rồi các bạn. Cho vài viên đá và blup blup blup. Không có ngờ nãy giờ bạn ấy cầm cái bình này chờ mình xong. Bỏ nó vô đây. Trước khi bỏ vô đó phải chờ mình thumbnail đã. Quá là ổn. Đây là mặt sẵn có của đời của mình nè. Bây giờ sẽ giao vào cái máy này. Cái máy ép thần thái. Cái máy này thì nó rất là nhanh và mình không muốn bị kẹt tay mà chết. Nên bây giờ Megan sẽ làm cho mình. Nhìn nó nhanh hơn nữa. Ồ, nhanh quá trời kẹt tay. Và đó là cái đó mình có thể làm dưới 30 giây như một nhân viên bình thường không? Tình hình tốc độ mình không có được tốc độ lắm nên mình cũng chẳng biết nữa. Cái kết thúc mình làm quá là ngon và không bị đau bụng giúp. Và hình như mình đã quên công thức rồi. Ngày mai sẽ làm cho khách đây. Mình nên chờ khách đi hết để mình học làm tiếp. Ok, bây giờ làm nước gì? Làm nước marble strawberry. Một trong những nước cầu kỳ nhất ở đây. Quá là ổn. Bắt đầu thôi. Ok. Đầu tiên nhất thì gia topping vào ly. Mình rất là yêu chân châu châu. Bỏ cái này nhồng nhồng. Mình rất là pro làm cái trò này nè. Mình nhìn đây là mứt dâu. Rồi cho vào bọt sữa. Hồi nhỏ là mình kiểu là có thể húp cái thứ này luôn á. Rồi xoắn nó vòng vòng nữa. Rồi lấy cái muỗng. Để chép nó lên. Hơi mất công gì để cho nó đẹp đẹp. Lấy đồ lắc đổ cái dao còn lại vào. Rồi cho đáo vào. Trời ơi, mình bắt đầu quen với cái giai điệu trà sữa rồi. Nhìn mấy này ngầu là 30% đường, đúng 30% đường luôn. Trước giờ tưởng ta tự đo chứ. Rồi cho vào hồng trà sữa. Đông nắp lại. Lắc nó mạnh lên. Trời ơi, lắc gì biểu cảm không kìa. Mạnh được không? Nó chưa có xong. Oh my god. Ai nhảy nãy giờ mình lắc sai, bây giờ mình phải học cách lắc đúng. Thành ra lắc vậy mới đúng nè. Xong rồi đổ hết vào ly hồi nãy. Rồi cho đáo cho nó đầy. Xong rồi. Đẹp quá. Khúc có thể bị kẹt tay đã quay lại và bạn ấy đã chỉnh chế độ cho mình. Để mình không có bị kẹt tay và chết trễ cảm động quá. Nhấn kia. Okay. Mình thấy khúc này nó đã sao hồi nhỏ lúc nào mình cũng muốn thử làm này một ngày á. Wow. Lúc. Và đó là cái đó. Đây là cái nước đẹp nhất mình đã bao giờ làm. Đây là cái nước cầu kỳ nhất trên menu và mình đã làm thành công. Nhưng hồi nãy uống nhiều trà sữa rồi nên bây giờ để dành. Ok, rốt cuộc thì có ổn không? Ổn. Ổn xì lỗ. Không có ổn lắm nhưng cũng ổn không? Ngày mai làm việc nha. Ok. Trở lại làm việc nha. Bây giờ mình đi về đây, bye bye. Yeah. Ok. Bye bye. Hello các bạn, bây giờ là ngày hôm sau. Thật ra cách một ngày sau nhưng các bạn hãy giả bộ là ngày hôm sau. Và mình cũng chẳng biết là bao nhiêu người sẽ tới. Mình đã đăng lên story Facebook và Instagram và mình không có biết bao nhiêu người sẽ tới nữa. Bây giờ mình khá là sợ. Và bây giờ mình chuẩn bị vào để làm việc. Ok, đi vào thôi. Thì hồi sáng trà với chân châu đã được chuẩn bị hết rồi. Bây giờ thì có việc là ăn để chuẩn bị làm về. Bánh mì thịt cho may mắn chờ đợi của thịt ra luôn. Ok, bây giờ mình sẵn sàng làm rồi.
các vị khách đầu tiên đã đến và mình đã đổi nghề thành người nhận order. So what do you want? Can I get a marble strawberry? Chờ khách đầu tiên gì mà gọi nước khó nhất trên menu. Okay, I'm gonna figure this out. Hold on, I'm gonna figure this out. Oh no. Bây giờ thử thách quá là thử thách của mình là cách mò cái máy này. Nên mất nguyên cái phút mò bấm vào nước, độ đường, độ đá, topping này nọ. Quá là rồi. Is it too early for you? Bây giờ 11 giờ trưa rồi đấy. Thôi khách tiếp theo. Bạn muốn gọi cái gì? Jenny thích gì? Jenny thích gì ạ? Jenny thích matcha. Matcha nè, matcha nè, matcha nè, matcha nè. Trời, bây giờ bấm gì quên rồi. This? Okay. Có muốn chân châu không? Yeah. Muốn topping gì nữa không? Không. Okay. Rồi bấm cái đống thứ. Là it? Size gì ạ? Khúc quan trọng vậy mà quên. Sai lắm. Các bạn thấy mình giỏi làm nước hơn hay giỏi làm người thu ngân hơn? Mình thấy lát trà sữa vui hơn. Ok, khách tiếp theo. Các bạn muốn nói tiếng Việt hay tiếng Anh? Tiếng Anh. Ok, bạn muốn... Các bạn muốn gọi cái gì? I'm stuck. Wait, hold on. I can get this. With what tea? Black tea. Mới nói về vậy trước mình đã quên rồi. Các bạn muốn topping nào không? White. Rất là yêu chân châu trắng. Từ nghề thu ngân mình đã chuyển lại nghề lắc trà sữa. Mình sẽ thử làm cái nước này, mình làm mình mò được. Ok, đầu tiên thì cho chân châu trắng vào, cho đá vào, cho cái gì nữa, đường, hồng trà. Lắc lắc như một con điên, chợ không có mở được nên phải kêu gọi trợ giúp. Đổ nước vào ly. I can do it. Đổ kem trứng vào. Hình như hôm qua mình làm cái nước này nhưng bây giờ mình quên mất cách làm rồi. Ok. Thế vậy à? Trà nó bị nhiều bọt quá nên nó bị lẫn lộn với cái kem, bây giờ phải đổ ra và đổ kem mới vào. Ok, cái ly còn sống. Trê trê rồi, lát lát đường đen lên và làm cho nó cháy. Đông lắm. Ok. Sorry, mình rất là chậm. Tốc độ làm chậm hơn gấp 2 lần. Ok, để uống thử coi có ổn không. Không biết ổn không nữa. Hồi hộp. Ổn không? Quá là ổn hả? Ok. Không biết có ổn thiệt hay không hay là chỉ nói ổn cho mình vui thôi. Vẫn còn việc. Làm thu ngân và làm nước xong, bây giờ làm người chụp hình với khách hàng. Thank you Jenny. You want picture too? Nope. Ui bùi, khách không phải là fan đã đến và mình không biết làm gì nữa. Cái nước uống bạn thấy sao? Ngon. Chắc là Jenny lựa chọn phải. Dạ, tại Jenny cũng quá. Dạ, cái bây giờ anh làm gì? Đi làm. Ok. Bây giờ mình quay lại đi làm thôi. Và khách tiếp theo đã xin chữ ký. T-H. Em viết dùm bạn em. Cho em xin nữa thôi. Ok. Mùi gì Jenny làm? Cream brulee milk tea. Bloop bloop. Ok. Và chết thôi. Yeah. Oh. Để làm món milkshake đường đen này thì múc cà lem ra. It's so hard to scoop. Nên anh nhân viên làm giùm mình luôn. Nhục quá. Kem, sữa, kem nữa. Yeah. Cột cuối cùng đá, đóng nó lại và xây. Mình làm được. Múc so kem ra không được thôi. Bây giờ mình chờ. Hình như nó xong rồi. Giờ mình moi nó ra. Teo. Oh my god. Hơi bị vấn đề chàng. Nhúng tùm lum luôn rồi. Nên mình phải xì hớt bớt ra. Anh nhân viên chỉ là phải đập đập như vậy. Nên mình đã đập đập như vậy. Nhúng lên tay rồi. I'm so sorry. Ghê quá. Phải ráp xíu cho cháu ở trên nữa. Trời thất bại quá các bạn ơi. Tại cái thằng phải làm vệ sinh cái ly chay chét này. Ok, mình nghĩ nó hơi thành công. Nhìn rất là đẹp. Dạ, order số 1. 1 gì? Số 1. 1 thôi. Dạ. Yeah. Mình có cái creme brulee và cái này. Cái này Jenny làm. Xem uống có ổn không? Mọi người muốn review không? Khuyến mở chụp hình tiếp. Dạ. Cái đó Jenny làm. Em ảnh. Review xem có ổn không, đau bụng không, hay là bị vấn đề gì không. Rất là ngon. Rất là ngon. Rất là ngon. Ok. Tình hình vẫn còn có việc. Úp khách hàng tiếp. Hi, bạn nói tiếng Việt hay tiếng Anh? Mình nói tiếng Việt. Bạn muốn order cái gì? Các anh chứ. Em nhỏ tuổi hơn. Ồ thiệt hả? Yeah. Ok. Gọi bằng em ngại quá. Em muốn order cái gì? Dạ, cho em hai cái cream brulee multi waffle. Món này hôm qua mình đã làm và ăn. Ok. Mình mò. Dạ, vậy đó hả? Nước. Ồ, quên gọi nước này chứ. Mò. Đợi khoan, hơi chậm. Thông cảm nhân viên mới tuyển, hơi bị mù máy. Dạ, có boba không ạ? Khoan, hơi xì chậm. Chắc chắn đấy, mình là nhân viên thì chắc mình đủ việc luôn rồi. Thì mình có 3 ly và 2 cái mochi waffle. Đơn hàng hơi bị khủng. Nhiều ly quá. Và mình nhán mỗi cái này lên mỗi cái ly. Giờ nhiệm vụ của mình là làm cái món waffle. Ok, mình nhớ cái đề từ hôm qua. Nguyên cái khúc này nó quá là mờ, là vì cô quay phim cho mình lỡ để chế độ bị mờ. Nên các bạn hãy thông cảm. Cái này mình không biết làm cái thành công nữa. Bụp. Oh my god. Rút mờ quá không nhìn thấy gì luôn. Dạ, có nhìn ổn không các bạn? Chưa bị giấy nhà được rồi. Ok. Ba ly nước, xong rồi phục vụ khách tiếp. Để khoan để mò đã. Em muốn gì không? Thêm 3 phút mò máy nữa. Giờ mình làm sinh tố Thailand tim. Và đó là cái đó.
Cái này là Jenny làm. Dạ, cái nước Taro là con làm nên mọi người thấy ổn hay không thì hãy nói con. Ok, bây giờ các bạn hết mùa rồi. Rồi, cô thấy uống có ổn không? Ổn, ok, bye bye. Rồi mình kiểm tra coi waffle mình làm cho các bạn kia có ổn không? Mọi người thấy ăn có ổn không? Rất là ngon. Không bị đau bụng như vậy nào. Không bị đau bụng. Mong là không bị ngộ độc thức ăn. Nhưng người độc thức ăn không về nhà mới biết chứ. Jenny trốn đây, bye bye. Bắt đầu bị teo rồi. Oh wait, I'm lost. Oh, there we go. Mình phải công nhận là mình đã bắt đầu nhanh nhẹn hơn rồi đấy. Và muốn uống gì nữa không ạ? Brown sugar. Brown sugar green tea? Mocha. Brown sugar milk tea hay brown sugar green tea? Cái tai mình nó hơi bị điếc. Brown sugar. Cũng đúng là vì lục trà đường đen có trong menu đâu. Cream brulee, milk tea. Khoan, hơi bị in lost. Lại phải kêu gọi trợ giúp. Dạ, cô có mờ không cô? Mình hãy ám ảnh với cái sự mờ hồi nãy. Hello, bây giờ mình sẽ làm cái nước này. Đá đường trà. Trời ơi. Đây là khúc mình thích nhất. Tôi rất là yêu cảm giác lắc trà. Ôi da, rầy quá. Phê, đập đít nó, rồi làm chay. Ôi da. Muốn cô cụ ảnh trái tim lên vì mình yêu các bạn rất là nhiều. Hello. Số mấy vậy? Số 96. Hello các bạn. Hello các chị chứ. Bạn hả? Ok, bây giờ mọi người có thể review nước. Cái này là mình làm. Nên các bạn hãy thử coi có đau bụng không? Ổn xì lỗ. Tình hình mình ổn. Bây giờ I go hide nha. Bye bye. Xong rồi mình đã quay lại nghề người chụp hình với fan. Anh bao nhiêu tuổi? Anh 26 tuổi. 26 tuổi? Bây giờ mình trốn đây. Oh, hello. Tấm hình trước khi trốn. Sao lại trốn? Bye bye. Dạ, cream brulee, Earl Grey. Ổng cái này gạt hành trình. Dạ. Mua ly nước khuyến mãi tấm hình. Anh bao nhiêu tuổi? Dạ, 23 tuổi. Không sao các bạn, những người xem Jenny Huỳnh không có mức độ tuổi. I'm gonna go high. Tình hình mình vẫn còn ổn, chưa có bị vấn đề. Yay, mình vẫn còn sống. Yeah. Lần này có khách nhí. Em muốn nói tiếng Việt hay tiếng Anh? Ok, em muốn gọi cái gì? Mắc cỡ. Yeah. Rồi em tặng mình cái quà. Thank you, đẹp quá à. Em tự làm hả? Bỏ ở đây. Ok, em muốn gọi cái gì? Rồi mình đã nhận order của em ấy. Không biết hôm nay ba bấm có lộn không nữa. Giờ mình sẽ làm một trong ba cái nước đấy. Mình biết làm cái này. Để có mờ không cô? Mình biết làm cái này. Chỉ cần theo thông tin trên đây là ổn rồi. Đá. Trà đen. Úp. Đổ nó ra. Đá nữa. Và nó bị chan rồi. Nè, phải hất bớt cái bọt ra trời. Wow. Đố các bạn trong hai ly này mình làm ly nào? Mình rất là ổn. Không biết có ổn không nữa nha. Dạ, số 98. Hello. Chúc chị bán hàng rồi. Thank you em. Khuyến mãi chụp hình nữa. Và ly trà sữa đường đen này thì. Hello. Chị bao nhiêu tuổi? Chị 26. 26 tuổi. Em chào chị hay coi quen. Tới mà ám ảnh vô đầu chị bây giờ chị cũng là quá là sớm. Thiệt á? Không sao hết, mình cũng bị ám ảnh bởi Jenny Huỳnh. Tự nhiên chị lúc của story chạy qua đây luôn. Cảm động quá đi. Khuyến mãi tấm hình nữa. Mình lên. Rồi một nhân vật không quen thuộc chút nào đã xuất hiện. Khá là bất ngờ là vì mình đâu có bắt anh tới đâu. Are you making the drink? Dạ. Không có ngờ anh tới thiệt luôn á. Anh đang phân vân là nên gọi hay không. You don't want anything? Đang suy nghĩ. What did you make for her last time? Strawberry, was it good? Hôm nữa mình làm nước này và mang về và anh cho bạn gái. You like it? Really? Mình chưa ấn tượng giải mới ngon không nè. Can you get that for her? Dạ. Và anh thì gọi, trời ơi gọi gì, gọi danh lên. Man. Lâu rồi man. Yeah, that looks amazing. Yeah. Yeah, what's that? One size. Huh? Vừa hay lớn. The medium. Green tea or oolong? Green. No toppings? No. What ice level for you? I said for both. Okay. No tip for you. I'm not getting any tips. Anh trai của con. Là cho hai cái này hả? Hey. Ủa, có chữ ký của mình. Bây giờ đưa thiệt. Thì em giá có chữ ký của Jenny Huỳnh. Bây giờ mình sẽ làm một ly nước. Cái hôm qua mình làm đi. Đầu tiên lúc lắc kem vòng vòng, giờ mình lúc lắc luôn. Rồi đổ cái mứt dao này vào. Quấy quấy nó vòng vòng cái muỗng. Cái này mình nhớ từ hồi hôm qua. Đá, trà sữa. Nhưng nó đã sắp hết rồi nên mình phải coi kêu trợ giúp. Trời, biết tiếp theo là gì? Ủa đúng rồi, cho đường vào. Ủa lượng đường cho vào có đúng không? Đổ cái mứt dao còn lại vào. Ôi trời, nó không ra. Đông nắp lại rồi. Lắc. Ồ quên lắc cái vậy mới đúng. Và đổ vào. Trời, nước này mình hoàn toàn làm theo trí nhớ của mình đấy. Oh my god, so đẹp. Và bước cuối cùng xì ép nó lại. Wow. Xong rồi. Where's the brother? I bring it to the brother. Quang quang luôn. Cho anh Hoàng thì mình có dịch vụ mang nước tận nơi luôn. That's yours. And cái này của chị ấy. Mình ước bị xì lộn giữa hai cái ống hút á. Có kỳ lấy lụa ống hút nhỏ nó hút gần dao. Ok, nhưng bây giờ hai người sẽ thưởng thức coi có ổn hay không. Và cái kết thì yeah, it tastes good. Ổn. Chị ấy nói nước mình làm ổn. Ok, vẫn còn việc. Bye bye. Bây giờ mình quay lại trốn đây. Aren't they so cute?
Dạ. Ok, anh có nước rồi, anh bó chạy rồi. Bây giờ mình sẽ tự làm nước cho mình, tại vì mình rất là mình làm việc rất là cực lực. Vì đây là nước riêng của mình nên mình tự hướng cho cái đóng topping, rồi cho đá vào và đổ vào trà sữa khoai lang. Mình thử lắc lắc nhưng mình lười nên khỏi lắc đi, và cho vào cái máy phê này. Còn trà. Nhìn dễ thương quá. It's so lùng các bạn ơi. Đây là my mom. Đây là lương của mình. Đây là ly trà sữa lùng của mình. Ly này lượng topping nhiều hơn bình thường các bạn là vì mình tự làm. Mình cho rất nhiều topping. Rồi các cô chú mình đã tới ủng hộ. Và gọi nước này làm giống như hệt như dâu, như chỉ là xoài. Cái tay mình quen với mấy cái bước này rồi các bạn, mình pro rồi. Đá, đường, đổ siro, trà sữa, lắc lắc hướng này, đổ ra ly và mang đi ép. Mình nhanh dữ vậy. Chờ nó ra, lấy nó ra và đó là cái đó. Wow. Nhìn hoàn hảo chưa? Khoan lầu cho nó sạch đã. Hi. Okay. So tam, is it all? Too sweet, it's not 73%. It's like 80%. So you just make it again. Return. Ê, nhưng cái xoài mình làm nó ổn mà. Em bé thấy ổn là được rồi. Và đó là cái đó. Mình nghĩ là mình sẽ không bao giờ làm người bán trà sữa đâu. Là vì mình khá là chậm và chắc chắn mình sẽ bị chửi. Không nhưng... sao đâu. Không sao à? Không sao. Ok. Bây giờ mình đi về. You're fired. Bị đuổi việc rồi. Mình bị đuổi việc. Đuổi việc. Rồi. Được im lại. Được im lại. Được im lại. Bye bye. Và đây là cái tiền lương của mình hôm nay, cái đồ bách khoa. Ok. Bye bye.